Chào cả nhà nha, hiện tại mình đang có mặt núi Đá Chồng. Đây là nơi đặt tượng đài Thánh Gióng. Tượng đài Thánh Gióng là một công trình điêu khắc tọa lạc trên đỉnh núi Sóc, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tượng đài được xây dựng để tưởng nhớ công đức của Phù Đổng Thiên Vương, một vị thánh trong truyền thuyết Việt Nam. Tượng đài được đúc bằng đồng nguyên chất, có chiều cao tới đỉnh là 11,07m với độ vươn ra là 16m. Trọng lượng ước tính là 85 tấn. Tượng được đặt trên đỉnh Vệ Linh, đỉnh cao nhất của núi Sóc, với độ cao tuyệt đối của nơi đặt tượng sau khi hoàn thành cải tạo là 297 mét. Tượng mô phỏng hình ảnh vị thánh trẻ tuổi, tay mang tre ngà, thúc ngựa hướng về trời xanh. Chân tượng được tạo hình từ sự cách điệu của mây và hào quang, thể hiện rõ tính động của bức tượng. Tượng được đặt hướng về phía nam, được cho là thể hiện Thánh Gióng đang hướng về quê mẹ ở phương Nam, Phù Đổng, Gia Lâm, đồng thời đang trông coi bờ cõi của toàn nước Việt Nam. Ý tưởng đặt tượng Thánh Gióng tại nơi người hóa thánh đã được lãnh đạo thành phố Hà Nội chú ý từ những năm 90 của thế kỷ 20 đến năm 2003, lễ phát động cuộc thi thiết kế mẫu tượng đài Thánh Gióng được chính thức tổ chức. Từ 28 mẫu tượng của các nhà điêu khắc khắp mọi miền đất nước gửi về tham gia cuộc thi, hội đồng thẩm định đã chọn được 4 mẫu tượng trưng bày để lấy ý kiến góp ý của giới chuyên môn cũng như nhân dân thủ đô. Cuối cùng, mẫu được chọn là mẫu thiết kế của nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân. Tuy nhiên, tác giả vẫn phải mất thêm 4 năm chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng nghệ thuật để có được mẫu tượng như hiện nay. Ngày 26 tháng 1 năm 2008, Hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã làm lễ đặt đá xây dựng tượng đài. Đến ngày 26 tháng 10 năm 2009, thớt đồng đầu tiên của tượng Thánh Gióng đã được khởi đúc. Công đoạn đúc tượng Đức Thánh diễn ra trong suốt hơn 2.000 ngày, được giao cho nghệ nhân Vũ Duy Thuấn và ông Nguyễn Văn Năm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Nam Phong đảm nhận. Ngày 5 tháng 3 năm 2010, giọt đồng cuối cùng cũng được đổ, hoàn thành việc đúc tượng. Ngày 19 tháng 5 năm 2010, tượng Thánh Gióng được rước lên đỉnh núi để lắp dựng. Ngày 8 tháng 9 là lễ hô thần nhập tượng. Vào ngày 5 tháng 10 năm 2010, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài Thánh Gióng.